Theo Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, hiện mỗi ngày vẫn duy trì ổn định khoảng 4.000 tấn rau củ quả các loại từ Lâm Đồng đưa đi tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận trong ngày 8 tháng 7, nhiều nhà vườn đang tất bật thu hoạch, đóng gói rau củ, sau đó gửi các nhà xe đi thành phố Hồ Chí Minh. Chị Cao Thị Bích Thiều, phường 7, thành phố Đà Lạt cho biết, do các chợ nông sản đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh tạm thời đóng cửa, nên giờ các nhà vườn chuyển sang bán rau củ online. Sau khi chốt số lượng theo ngày, thì đưa ra các nhà xe gửi về thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, tại khu nhà xưởng đóng gói của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Anh Đào, thành phố Đà Lạt, đơn vị này phải huy động cả nhân viên văn phòng xuống phân loại, đóng gói các loại rau củ do đơn hàng tăng mạnh trong 3 ngày nay. Chị Uyên, phụ trách khu vực nhà xưởng Hợp tác xã Anh Đào cho biết, bình thường đơn vị có đơn hàng khoảng 10-15 tấn một ngày, nhưng hiện tăng lên 40-50 tấn một ngày. Hàng chủ yếu được nhập thẳng xuống các siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh, một số khác đi các tỉnh miền Trung để đảm bảo cung ứng cho các thị trường. Mới đây, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các đơn vị trong tỉnh hướng dẫn người dân chủ động, thống nhất với thương nhân tại các chợ đầu mối tạm dừng về hình thức vận chuyển, phương thức điều phối giao, nhận hàng, trong đó ưu tiên điều phối trực tuyến, giao nhận tận nơi cho khách hàng.